Bây giờ chúng ta đang ở trước cửa, ngay đằng trước cái nơi gọi là Airport House. Và đằng trước này thì họ có một cái biểu tượng dành cho cái nơi này, đó là cái máy bay. Một cái máy bay rất là to. Kia xem có thể nào mà đây là cái phía trước của Airport House. Chúng ta đang đi ở bên dưới cái Airport House, bên dưới cái máy bay. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để tham quan cái phần ở bên trong của họ một tí thôi. Tại vì cái anh bảo vệ anh nói là ở giai đoạn này là đang bị Covid, cho nên là museum đóng cửa và chỉ có thể tham quan vòng quanh một tí ở bên trong một tí thôi. Đây. Đây là bên trong của cái Airport House. Can I take a video? Of course you can. Help yourself. Yeah, no problem. Yes, thank you. Chúng ta chỉ được tham quan một lúc ở đây thôi. Còn cái museum thì họ mở cửa một tháng một lần. Sân bay Croydon là sân bay quốc tế đầu tiên của Vương quốc Anh nằm ở London. Nó nhanh chóng phát triển trong hơn 4 thập kỷ và được biết đến với nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như Royal Flying Corps Station Beddington, Warden Airdrop, Ruff Station Beddington, Croydon Airdrop, Airport of London, London Terminal Aircrum, Ruff London và cuối cùng là Croydon Airport. Vào buổi bình minh của du lịch hàng không vào đầu thế kỷ 20, sân bay Croydon là một điểm nóng cho những cải tiến và phát triển kỹ thuật. Nó đã thu hút được nhiều sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu và là tâm điểm của nhiều chuyến bay phá kỷ lục thế giới. Hành trình bằng đường hàng không ngày nay vẫn sử dụng những cải tiến từ cảng hàng không London Croydon. Sân bay có dấu vết lịch sử của nó vào thời kỳ Thế chiến thứ nhất để đối phó với các cuộc công kích ném bom của Zeppelin vào London và Croydon. Địa điểm này đã được chọn là một phần của quân đoàn bay hoàng gia vào tháng 12 năm 1915, khi chiến tranh kéo theo các máy bay bổ sung đóng tại Beddington, bao gồm Sopwith Camel, Sopwith Puff, Avro 504 và Bristol Pier. Những chiếc máy bay đã tham gia vào một số phi vụ phòng chống các cuộc tấn công của máy bay ném bom. Rồi, địa danh Airport House ở Croydon, bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi đến một cái địa điểm mà chúng ta có thể view được ở trên cao, nhìn xuống dưới, gần như là giống như là nhìn xuống dưới thung lũng á. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi. Hôm nay trời gió cũng rất là to. Mình sẽ cùng đưa mọi người đi. In half a mile, they're right onto the A232. Hey, đây là một cái car park. Sao dơ dữ vậy?
để bây giờ có thể đi vào trong, mà đi vào trong cái Addington Hill này thì trời rất là lạnh, mình sẽ phải mang bao tay. Đây là bao tay mình sẽ phải mang vào và sẽ đi một đoạn vào trong để xem là có các cái điểm view nào không. Rồi chúng ta sẽ cố gắng để kiếm một cái điểm view đẹp nhất để show cho tất cả mọi người xem. Ok, here we go. À đằng kia, thấy rồi, đã nhìn thấy cái điểm view rồi. May mắn quá. Từ ngoài chỗ car park đi vào cái điểm view này thì cũng không xa lắm, chỉ một đoạn thôi. Mọi người thấy bình thường mà không có gió mạnh, nó cây cối nó không có rung rinh dữ gì đâu, gió bên ngoài đang rất là mạnh luôn. Nhiệt độ thì có nhiệt độ 8 độ nhưng mà gió rất là mạnh và không có nắng nữa cho nên là cũng hơi lạnh. Mùa đông ở bên này á thì chúng ta có muốn mặc, thường thì những người khác thì người ta mặc đồ rất là đẹp, nhưng mà mình thì mình thấy mùa đông á, mặc cái gì ở bên trong rồi cũng khoác cái áo bên ngoài cho nên là cũng không có được đẹp lắm đâu, chỉ có đẹp cái áo khoác bên ngoài thôi, chỉ cần mua sắm cái áo khoác bên ngoài thật là đẹp, thật là tốt, thật là xịn thôi, còn những cái bên trong có thể cù bắp cũng được. Đó, cho mọi người xem cái khu vực này. Ở đây là rừng không à, mà đây là trong thành phố á nha, chứ không phải là ở ngoài ngoài ô, vẫn là thuộc London chứ không phải là ngoài tỉnh đâu. Nhưng mà từ nhà mình mà đi xuống đây mất 1 tiếng rưỡi. Không biết cái vòng tròn xa tít ngoài kia có phải là Wembley không nữa. Nếu mà đứng từ đây mà nhìn được tới Wembley nữa thì kinh quá, cao khủng khiếp. Oh, cái điểm view này rất là đẹp luôn, hầu như là có thể nhìn được rất là xa. Chúng ta đã lên tới điểm view rồi đây, đó. Bây giờ mình sẽ zoom gần lại một tí cho mọi người xem nha. Mình zoom gần là hết cỡ luôn với một tí gì. Tá cần cẩu ở đằng kia luôn. Ủa, cái vòng tròn của em lì nãy mình đứng rồi thì sao, ngoài kia mình nhìn thấy, sao vô đây mình thấy hết thấy nó rồi ta. Nhưng mà mình không nghĩ đứng từ đây có thể nhìn tới em lì đâu. Đây là một cái điểm view. Ở đây thì người ta cũng cái này là của nhà nước, tôi chụp cho mọi người nhìn điểm view nhìn thành phố từ một cái điểm rất là cao, rất là xa, rất là cao. Và hôm nay là một ngày trời gió rất là lạnh.
mình sẽ đi ra xe để đi về cái tòa Magistrate Court ở Croydon để đón Kenny đi ăn trưa thôi. Đây là cái điểm view ở ngay Croydon. Và cái điểm này cũng rất là đẹp. Nhưng mà vào cái ngày bình thường á, mình nghĩ là vào ngày bình thường thì nơi này rất là đẹp. Còn hôm nay thì ôi trời ơi, sao nó gió quá, lạnh quá. Để mình xuống đây mình quay lên cái gọi cái này, nếu mà bình thường người ta cũng có thể gọi là pháo đài, đứng trên pháo đài để quan sát. Đây đây là cái điểm view á, viewpoint. Đi xuống dưới không biết là ở dưới là nếu như mình nghĩ nha, nếu như mà hôm nay mà trời nắng á là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được ở tít đằng xa kia, tại bây giờ trời nó u ám quá nên là không có cái gì mình có thể rõ được cả. Còn xung quanh đây thì rừng thôi, rừng cây và phải nói là họ giữ gìn cũng rất là tốt, có rất là nhiều cây xanh. Đặc biệt ở England, ở nước Anh này thì chính phủ người ta rất là quan tâm với những cây xanh ở trong thành phố lẫn ở tất cả mọi nơi. Ngoài kia sương mù nó che hết rồi, không thấy được cái gì luôn á. Thôi đi thôi, trưa nay thì có một buổi ăn trưa, hẹn ăn trưa với bạn Trâm người Hải Phòng. Ở công viên này thì chỉ có một cái điểm quan sát đó là đặc biệt nhất, còn tất cả vòng quanh ở đây thì chỉ là cây cối rừng để cho mọi người có thể đi tập thể dục, có thể đi leo núi và picnic. Nhưng mà quanh yên là không phải trong những ngày này, trong những ngày này mà vào rừng như thế này thì cây cối rất là dễ đổ và chúng ta rất dễ bị thương. Đường ở đây cũng xói mòn rồi nè. Mình nghĩ mùa hè mà quay lại đây thì sẽ rất là đẹp á. Tại vì cây cối nó ra hoa, ra lá, ra đầy đủ hết và có cái nắng nữa cho nên là ở cái điểm view đó sẽ rất là đẹp, sẽ đẹp lắm. Còn mùa đông này thì cây cối chỉ có những cây lá kim mới có lá thôi. Còn đây là những cây lá kim nè. Thì mới có lá thôi, chứ còn những cây lá to thì lá nó rụng hết, nó không còn cái gì hết. Mùa hè ở đây sẽ là một cái điểm rất là ok để chúng ta nên đến tại Croydon, gần London thôi, không xa lắm. Những ai ở khu vực SE mà đi xuống đây thì nó cũng xa đó. SE cũng nằm nghịch đường. Ở đây có một cái nhà hàng, nếu mà đi dạo mệt vào đây nghỉ ăn uống. Mùa này thì mình không thấy khách, mấy cái xe dừng ở đây chắc chỉ là đến dắt chó đi vào tập thể dục. Hôm nay trời gió lớn như vậy chứ nhưng mà cũng rất là đông người họ đi đến đây để tập thể dục rồi cho chó đi ra ngoài á,
Ở Việt Nam các bạn nuôi chó thì sẽ không có nơi chỗ để cho chó chơi, nhưng mà ở đây thì rất là dễ. Đang có một đàn chó, người ta đang dẫn đi. Ở đây họ cũng có một cái nghề á, gọi là cái nghề mà cái nghề giữ chó. Rất là nhiều các bạn chó. Oh. Sorry. Yes. Như đã nói ở đầu video thì khi mà đến Croydon chúng ta sẽ được nhìn thấy rất là nhiều Trâm. Ủa Trâm hồi đó có ở Croydon không ta? Dạ. Em đó giờ có ở Croydon không? À. Cái bây giờ chúng tôi đang đi vào khu ăn uống Pop Pop Park, có nghĩa là những công viên của những cái hộp á. Đây là món đầu tiên của chúng tôi. Đây là cái gì? Rib sườn nướng, BBQ Argentina. À, 9.50 đồng. Hả? Có 9 đồng rưỡi thôi. Rẻ nhờ. Sườn to lắm mà. Mà. Này mama mia.